Chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng thư mục bảo mật ở trên máy Samsung Galaxy 3 Pro ha. Các bạn vô phần thư mục bảo mật. Rồi, sẽ phần giới thiệu. Bấm bắt đầu. Rồi, nó sẽ yêu cầu phải đăng nhập tài khoản Samsung, thì trường hợp này các bạn phải có tài khoản Samsung thì mới sử dụng được với cái tính năng này bạn nghe các bạn nha. Thì các bạn chọn đăng nhập. Trường hợp nếu mà không có, các bạn có thể chọn cái phương thức là tạo tài khoản. Rồi, nó sẽ yêu cầu các bạn tạo tài khoản bằng mật mã bằng tài khoản Gmail có sẵn trên máy, thì các bạn chọn mật mã theo ý của mình, chọn là mình đặt tài khoản theo ý của mình ha. Rồi, bấm tiếp theo. Rồi, ta xử lý. Rồi, mình sẽ đồng ý hết tất cả các điều kiện. Rồi, sau khi đăng ký nó sẽ đăng nhập luôn cho mình. Rồi, hoàn tất. Rồi, nó bảo nó đăng nhập. Thì đây là cái mật khẩu khóa thư mục bảo mật. Thì các bạn hãy chọn theo có 3 hình thức, là một là mật mã, 2 là pin, 3 là mẫu hình. Thì thường đây mình sẽ chọn mẫu hình. Xong mình vẽ mẫu hình theo ý thích. Rồi. Xác nhận. Và nó đang tạo thư mục bảo mật. Thời gian tạo này cũng mất hơi lâu một chút, tầm 20 tới 30 giây. Đây là trong các ứng dụng có sẵn trong thư mục bảo mật. Thì thư mục bảo mật này nó sẽ có các bạn, ví dụ như là bạn muốn đưa những tấm hình của mình bảo mật, và tức là những người khác vô cái bộ sưu tập của bạn không thấy á, thì bạn vô đây thì nó sẽ không có cái hình ảnh nào hết, đúng không? Chúng ta sẽ thoát ra ngoài bộ sưu tập này bên ngoài. Ví dụ mình sẽ đưa ba cái hình ảnh của một âm thanh vô đi. Đây. Chọn 3 mục. Chọn 5 mục này. Xong nó bấm nút 3 chấm này. Nó sẽ có cái phần là chuyển vào thư mục bảo mật. Bây giờ bạn thấy mất cái mục âm thanh rồi ha. Đó, giờ các bạn sẽ vô trong thư mục bảo mật. Bạn mở ra. Rồi, các bạn vô bộ sưu tập. Rồi, các bạn sẽ thấy 5 tấm hình này của mình mới đưa vô từ ngoài vô ha. Rồi bây giờ các bạn muốn bỏ ra lại bên ngoài thì các bạn cũng giữ lâu. Các bạn chọn vô 3 chấm, chọn chuyển ra khỏi thư mục bảo mật.
nó sẽ chuyển ra lại. Rồi, và là xong. Tương tự với các ứng dụng các thư mục còn lại như là danh bạ, lịch gì đó, các bạn thêm một danh bạ trong thư mục mật thì ở ngoài sẽ không thấy, còn ở trong này mới thấy, hoặc là chụp ảnh cũng vậy luôn. Rồi, ngoài đây các bạn có thể thêm các ứng dụng để vào thư mục mật, thì bạn vào thư mục thêm ứng dụng thì nó sẽ hiện thị ứng dụng nào bạn chọn lại. Ví dụ như mình muốn dùng Chrome, mình chọn Chrome. Rồi cái này mình có thể thêm file nè, thêm file thì có thể thêm file ảnh, file video, âm thanh, tài liệu đó, hoặc là những file của bạn. Rồi cái mục này thì nó sẽ có một cái phần là các bạn giữ lâu cái này ha, nó sẽ có cái mục tên là thêm phím tắt màn hình chờ đó, các bạn đưa ra ngoài các bạn sẽ thấy ngoài đây nó sẽ có phím tắt. Đây cái thư mục bảo mật mới mình tạo ra đây, thì muốn vô được cái này thì con mạng cũng phải có mật khẩu thì mới vô được. Rồi, cái này mình sẽ giới thiệu cơ bản cho các bạn về thư mục bảo mật xong rồi đó. Rồi cảm ơn các bạn nhiều ha.